Các bạn thân mến, trong video này chúng ta sẽ tiếp tục với bài tập số 7. Ở trong nội dung này thì chúng ta sẽ thực hiện một cái bài tập tổng hợp với hàm với lookup sử dụng nhiều điều kiện. Đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện câu hỏi số 1, đó là đưa dữ liệu vào cái ô mặt hàng này. Ở đây chúng ta căn cứ vào mã mặt hàng và tra cứu ở bảng đơn giá. Thì các bạn thấy các mã mặt hàng ở đây thì nó gồm 3 ký tự, mà mã mặt hàng ở đây thì nó chỉ có 2 ký tự. Cho nên chúng ta chỉ lấy 2 ký tự ở đây và tham chiếu xuống cái bảng đơn giá để chúng ta thực hiện đưa dữ liệu vào trong cái ô này. Bằng cách như sau, chúng ta sẽ sử dụng hàm VLOOKUP. VLOOKUP ở đây cái điều kiện của nó thì chúng ta phải lấy cái LEFT, hàm LEFT của cái ô bên này, tức là ô A3, và lấy vào 2 ký tự. Sau đó là chúng ta tham chiếu đến cái bảng mặt hàng này. Chúng ta lấy 2 cột này thôi cho nó đủ, đúng không? Và chúng ta nhấn phím F4 để lấy cái dữ liệu. Đây, tôi sẽ đưa chuột lên đây để thực hiện công thức cho nó dễ. Để chúng ta lấy cái địa chỉ tuyệt đối, tí nữa trong cái việc copy công thức nó sẽ đơn giản hơn, đúng không? Và chúng ta lấy hai giá trị, lấy cái ở giá trị ở cái cột thứ hai, và ở đây chúng ta lấy giá trị chính xác cho nên là chúng ta lấy giá trị 0. Sau khi xong chúng ta nhấn Enter để lấy kết quả. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái cột thứ nhất, đó là cột mặt hàng. Tiếp theo, cái cột đơn giá thì căn cứ vào mã mặt hàng tra cứu ở bảng đơn giá. Ở đơn giá ở đây thì các bạn thấy là nó có loại 1 và loại 2, tức là đơn giá thứ nhất và đơn giá thứ hai này, cho nên là chúng ta phải sử dụng một điều kiện if để lấy ra một trong hai giá trị này phụ thuộc vào cái giá trị bên phải của cái mã mặt hàng này. Cho nên chúng ta sẽ thực hiện cái hàm VLOOKUP như sau, bằng VLOOKUP. Để tôi sẽ đưa chuột lên đây nhìn cho nó dễ. VLOOKUP của cái giá trị left, chúng ta vẫn lấy theo cái left của cái ô A3 này, lấy vào hai giá trị để lấy hai cái sản phẩm, hai cái ký tự đầu tiên của mã mặt hàng. Sau đó là đây là cái điều kiện lookup value, đúng không? Và sau đó là chúng ta lấy cái table array này thì chúng ta sẽ lấy toàn bộ cái bảng này. Đấy chưa? Và chúng ta đừng quên nhấn phím F4 để lấy cái địa chỉ tuyệt đối. Sau đó copy công thức xuống dưới. Và ở trong cái điều kiện của nó thì chúng ta cần phải lấy cái hàm if của cái A3. If write. Cái hàm write của A3 này, lấy vào một ký tự, đúng không? Chúng ta lấy cái ký tự bên phải của nó. Nếu mà nó bằng 1 thì chúng ta sẽ lấy giá trị ở cột thứ 3, đúng không? Cột thứ 3. Ngược lại, nếu mà ngược lại thì có nghĩa là cái giá trị 2 này thì chúng ta sẽ lấy ở cột thứ 4. Sau khi xong thì chúng ta đóng ngoặc vào để lấy riêng cái điều kiện if. Và cuối cùng chúng ta sẽ lấy cái giá trị là 0 để thể hiện cái tính chính xác của nó. Bởi vì giá trị ở đây chúng ta lấy giá trị tuyệt đối, tức là tuyệt đối chính xác luôn, chứ chúng ta không lấy giá trị tương đối. Cho nên là chúng ta sẽ sử dụng là 0. Sau khi xong các bạn nhấn Enter để lấy giá trị của đơn giá. Và sau đó chúng ta chỉ việc copy công thức xuống là xong. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy phí chuyên chở. Ở đây phí chuyên chở thì bằng 1% đơn giá đối với mặt hàng loại 1 và 5% đơn giá đối với loại mặt hàng loại 2. Và cái đơn giá này thì nó phụ thuộc vào cái chúng ta sẽ lấy phần trăm đơn giá này phụ thuộc vào cái ROI của cái mã mặt hàng này, đúng không? Chúng ta sẽ làm như sau, bằng ở đây thì chúng ta vẫn phải sử dụng cái hàm if, đúng không? Hàm if. Đây, chúng ta đưa chuột lên đây cho dễ. If này, if của cái ROI, đúng không? ROI của cái A3 này, lấy sang một ký tự.
Nếu mà roi này mà bằng 1 thì chúng ta sẽ có đơn giá, tức là đơn giá này nhân với cả 1%, 1%. Ngược lại thì cái C3 này sẽ được nhân với 5%. 5%. Và chúng ta kết thúc câu lệnh. Như vậy là chúng ta đã xong cái phí chuyên chở, được chưa? Đấy, bây giờ đến thành tiền. Thành tiền bằng số lượng nhân với đơn giá cộng với phí chuyên chở. À, cái này thì cũng dễ thôi, đúng không? Bằng với số lượng. Đây, số lượng này nhân với mở ngoặc đơn giá. Đơn giá cộng với cả phí chuyên chở đây. Và chúng ta nhấn Enter để hoàn thành. Và chúng ta copy công thức xuống dưới. Như vậy là xong. Và tổng cộng thì bằng thành tiền trừ đi tiền giảm. À, ở đây nó có một cái khoản tiền giảm. Biết rằng nếu thành tiền lớn hơn 1.000 tức là giá trị của nó lớn hơn 1.000 thì sẽ giảm 1% thành tiền và định dạng không có số lẻ. Ở đây chúng ta phải sử dụng hàm row để định dạng số tiền này. Bây giờ chúng ta cứ gõ công thức đã, đúng không? Số lượng thì chính là bằng số lượng này. À xin lỗi, bằng thành tiền. Bằng này, thành tiền trừ đi tiền giảm, đúng không? Trừ đi tiền giảm thì chúng ta sẽ phải dùng cái câu lệnh đó là vẫn phải dùng cái lệnh if, đúng không? If của cái thành tiền này mà lớn hơn hoặc bằng 1.000 thì chúng ta sẽ trừ đi cái thành cái F3 này, đúng không? F3 nhân với cả 1%, đúng không? 1%. À, nhưng mà cái F3 nhân 1% này chúng ta phải định dạng, cho nên là chúng ta phải dùng hàm round của cái F3 nhân với cả 1%. Và chúng ta lấy về phía sau là không ký tự, bởi vì là ở đây chúng ta sử dụng cái định dạng không có số lẻ, tức là chúng ta chỉ lấy cái phần nguyên, nhưng mà là chúng ta dùng phần hàm làm tròn để cho nó chính xác, đúng không? Và nếu mà false thì có nghĩa là chúng ta chỉ lấy cái giá trị là F3 thôi, đúng không? Đấy. Như vậy là chúng ta đã có tổng cộng thành tiền trừ tiền giảm thôi, đúng không? Như vậy là chúng ta đã có kết quả. À xin lỗi, cái này sao trừ đi lại bằng không nhỉ? Từ đã. À, thành tiền trừ đi tiền giảm mà, đúng không? Tiền giảm. Cái này chúng ta quên chỗ này. Nếu mà không thì chúng ta chỉ viết là không thôi, bởi vì không có giá trị nào, nếu không trừ phát thì hết mất, đúng không? Vẫn nhầm, đúng không? Như vậy là chúng ta đã có giá trị của nó, tức là nó giả trừ đi cái tiền, đây là tiền giảm giá, đúng không? Như vậy là chúng ta xong cái cột này. Đến cái câu hỏi số 6 là thống kê số lượng đã bán như trong bảng thống kê trên, tức là xem là cái loại ký tự có HD thì tổng cộng nó là bằng bao nhiêu, rồi FD bằng bao nhiêu, MS bằng bao nhiêu, thì chúng ta sẽ tính. Ở đây thì chúng ta dùng hàm sum if của cái đầu tiên chúng ta phải lấy cái toàn bộ cái này, đúng không? Ở đây hàm sum if này cũng khá đặc biệt, cho nên là các bạn chú ý. Ở đây chúng ta sử dụng F4, bởi vì đây là cái giá trị của nó, giá trị lấy ra cái địa chỉ là địa chỉ tuyệt đối. Cái điều kiện của nó chính là cái ô bên này, tức là ô G15, đúng không? G15, nhưng ở đây chúng ta lại và thêm một cái ký tự sao ở đây nữa. Cái ký tự này nó thể hiện ở một chỗ như này, tức là ở bên này thì các bạn thấy là ở đây nó là HD1 hoặc SD1, nhưng ở đây nó chỉ có hai ký tự đầu thôi, cho nên để so sánh với cái này thì chúng ta hiểu rằng là không cần biết cái phía sau nó là cái gì, cho nên dùng cái dấu là dấu sao, chỉ cần miễn sao ở phía trước nó là HD thì tôi sẽ thực hiện cái phép cộng. Ý nghĩa của cái công thức này là như vậy, cho nên các bạn chú ý chỗ đó.
và cộng với cả số lượng, đây chính là cái giá trị, đúng không? Để chúng ta cộng, đây là FN F4, được chưa? Và chúng ta cộng vào thôi. Ở đây có một cái công thức mà tôi nhắc lại là nó khó hơn một chút, tức là các cái giá trị ở trong bảng thống kê này nó chỉ là hai ký tự đầu của cái thằng này, cho nên khi mà thực hiện cái hàm sum if ý, thì các bạn phải và thêm, tức là nối thêm một cái chuỗi. À, nó không phải bằng ý là không phải bằng chính xác, nhưng tôi chỉ cần có hai ký tự đầu như vậy thì tôi sẽ thực hiện cộng. Đó. Chúng ta nhấn enter để lấy kết quả. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong toàn bộ nội dung của cái bài tập số 7. Ở đây trong nội dung này có một số cái công thức nó cũng tương đối là khó, cho nên là các bạn chú ý về các cái điều kiện của nó, cũng như là một số các cái công thức mà chúng ta áp dụng, đặc biệt là cái hàm VLOOKUP sử dụng nhiều điều kiện, cũng như hàm SUMIF này cũng sử dụng thêm một số các cái điều kiện khác. Rồi một số các cái công thức tổng hợp. Trong cái quá trình giải các bài tập Excel này, các bạn lưu ý là mỗi người cũng sẽ có một cái cách khác nhau, bởi vì trong cái việc giải một cái bài tập Excel nó không khác gì giải một bài toán. Thế thì nó sẽ có rất nhiều cách, bởi vì nó có nhiều hàm và nhiều công thức. Thế cho nên là chúng ta có thể áp dụng như thế nào là do tư duy của mỗi người. Cho nên là các bạn khi mà thành thạo các công thức nào thì thường thiên hướng của chúng ta sẽ đi sâu vào các công thức đó để xử lý các cái bài toán. Và nội dung của video của chúng tôi cũng xin được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý và quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.